áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô là Vương Thị Hạnh. Cô dạy môn toán và cô đến từ trường dạy học trực tuyến Vietjet. Và hôm nay cô rất vui vì lại được đồng hành cùng các bạn trong bài tiếp theo của phần đại số trong chương trình toán học lớp 8. Và bài ngày hôm nay của chúng ta đó là bài số 8, đúng không nào? Và hôm trước thì các bạn đã được học là các bạn đã được biết là về một số những cái phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử rồi, đúng không nào? Đó là phương pháp đặt nhân tử chung này, phương pháp dùng hằng đẳng thức này. Vậy đến hôm nay thì cô sẽ giới thiệu tới các bạn một cái phương pháp mới nữa để phân tích đa thức thành nhân tử. Đó. Vậy thì trước khi vào bài mới ngày hôm nay thì cô sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ nhé. Đầu tiên các bạn hãy phân tích cho cô các đa thức sau thành nhân tử. Đa thức A và đa thức B như thế này. Vậy bây giờ cô sẽ tiến hành phân tích này. Bằng này. Phân tích. Đa thức đầu tiên thì các bạn sẽ thấy ngay được cho cô x bình trừ đi 2 nhân x nhân y cộng với y bình phương. Vậy thấy ngay đây chính là hằng đẳng thức số 2, được chưa? Vậy cô sẽ phân tích được thành x trừ đi y tất cả mũ 2. Đó, rất là nhanh gọn, đúng không? Bạn nào mà thuộc hằng đẳng thức rồi thì bài này sẽ dễ như ăn cơm, được chưa? Còn tiếp theo là câu B. Mà bạn nào mà không chịu thuộc hằng đẳng thức thì chắc chắn là kể bài dễ đến mấy thì các bạn cũng sẽ không biết làm đâu. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cần phải thật là chăm chỉ, chưa? Bây giờ câu B này. Câu B bây giờ các bạn sẽ sử dụng phương pháp nào đã học để phân tích cái đa thức này đây? Thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Thằng hạng tử này, 2x này thì có 2 và x này, thằng này có 2 và y. Vậy chúng ta sẽ thấy ngay xuất hiện nhân tử chung là 2. Vậy các bạn sẽ đặt ra ngoài. Khi đặt 2 ra ngoài rồi thì ở thằng này sẽ có x hạ nguyên dấu trừ sang. Ở đây đặt 2 nhân tử chung ra ngoài rồi thì ở trong sẽ còn y. Đó. Vậy cô đã đi sử dụng phương pháp đó là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung cho câu B này. Đó. Vậy câu A cô đã dùng phương pháp dùng hằng đẳng thức, câu B thì dùng phương pháp đặt nhân tử chung. Vậy thì câu hỏi đặt ra, nếu một cái đa thức đó, một cái đa thức như thế này. Đây, đa thức x bình cộng 2x trừ 2xy cộng y bình phương trừ 2y như thế này. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó chính là gộp của hai cái đa thức ở câu A và câu B, đúng không? Các bạn sẽ để ý kỹ cho cô, các bạn sẽ thấy này. X bình trừ 2xy cộng y bình. Đây. X bình trừ 2xy cộng y bình. Và cái đa thức 2x trừ 2y. 2x trừ 2y đây. Đó, tất cả đa thức này là gộp của hai đa thức ở câu A và câu B. Vậy thì muốn phân tích được cái đa thức này thành nhân tử thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì các bạn sẽ phải nhóm cho cô theo từng nhóm. Nhóm đầu tiên là x bình trừ 2xy cộng y bình, và nhóm thứ hai là 2x trừ đi 2y. Đó, nhóm những cái hạng tử này vào với nhau, đúng không? Vậy với cách làm như vậy, người ta gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Vậy thì thế nào là phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và cách làm ra làm sao? Thì chúng ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Bài số 8 của chúng ta đó là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xét cho cô ví dụ số 1 nhé. Phần 1 ví dụ. Ví dụ 1 của cô như sau. Các bạn hãy phân tích đa thức sau thành nhân tử. Đa thức x bình phương trừ 3x cộng xy trừ 3y. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải nhóm những cái hạng tử này sao cho phù hợp, sao cho nó có thể xuất hiện cái nhân tử chung. Bây giờ cô sẽ giải bài này như sau. Cô sẽ có là bằng này. Cô phân tích đa thức này, ban đầu cô sẽ nhóm hai hạng tử này vào với nhau. X bình trừ đi 3x này. Cộng với hai thằng này cô sẽ nhóm với nhau. Xy trừ đi 3y. Đó, và nhớ là khi chúng ta nhóm thì dấu của các hạng tử là chúng ta sẽ phải mang theo nhá. Bây giờ sẽ bằng này. X bình trừ đi 3x thì các bạn sẽ thấy hai thằng này có nhân tử chung là gì các em nhỉ? Là x. Vậy cô sẽ đặt ra ngoài.
thì ở trong sẽ có x trừ đi 3. Cộng với hai thằng này thì sẽ có nhân tử chung là y. Vậy cô sẽ đặt ra ngoài. Thì ở trong đặt y ra ngoài này thì ở trong sẽ có x trừ đi 3. À rồi, đến đây thì các bạn lại thấy hai cái hạng tử này nó lại xuất hiện cái nhân tử chung đó là x trừ 3. Vậy cô lại đặt ra ngoài. Đặt x trừ 3 ra ngoài này. Thì ở trong chúng ta sẽ có x cộng với y. Rồi, đó. Đây là cách đầu tiên mà cô nhóm. Đó là cô nhóm hai hạng tử này với nhau và cặp này với nhau. Vậy nhiều bạn thắc mắc rằng là bây giờ bạn ấy không thích nhóm như thế này mà bạn ý nhóm thằng nào nhỉ? X bình này với xy. Sau đó nhóm thằng nào các em nhỉ? Trừ 3x với trừ 3y thì có được hay không? À, vậy thì chúng ta sẽ thử nhóm xem có được hay không nhé. Cách số 2 này. Cách 2 cô viết lại đề bài. X bình trừ 3x cộng xy trừ đi 3y. Đó. Bây giờ cô nhóm hai thằng này vào. Sẽ bằng này. X bình. Đó. X bình dấu dương cô viết nguyên này. Cộng xy là cộng xy. Sau đó cô sẽ cộng ở ngoài này. Trong cô sẽ nhóm là trừ 3x. Mang y nguyên theo dấu của nó nhé. Trừ 3x. Ở đây b nguyên trừ 3y xuống. Rồi. Vậy ở đây cô sẽ có là bằng này. X bình cộng xy, đúng không? X bình cộng xy thì thằng này có nhân tử chung là x. Thì ở trong sẽ có x cộng y. Còn hai thằng này thì chúng ta sẽ thấy nhân tử chung là gì các em nhỉ? À, trừ 3, đúng chưa? Thế cô sẽ đặt trừ 3 này ra ngoài. Đặt trừ 3 ra ngoài đây thì ở trong sẽ có x cộng y. Đó. Đây. Đặt trừ 3 này ra ngoài rồi thì ở trong sẽ phải có dương y, hiểu chưa nào? Rồi, vậy đến đây cô sẽ lại thấy này, hai thằng này lại có nhân tử chung là x cộng y thì cô lại đặt ra ngoài. Đặt x cộng y ra ngoài rồi thì ở trong sẽ có x trừ đi 3. À, vậy chúng ta sẽ so sánh đáp án của hai cách. Cách 1 và cách 2 thì đều được một cái đa thức, một cái biểu thức giống nhau, đó là x cộng y nhân với x trừ 3, đúng không? Vậy thì câu trả lời đó là gì? Bạn này bạn nhóm x bình với xy trừ 3x với trừ 3y vẫn ra kết quả đúng, đúng không nào? Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ nhóm những cái hạng tử này như thế nào? À, vậy thì nhóm các hạng tử này sao cho là khi chúng ta đã nhóm xong thì nó sẽ phải xuất hiện nhân tử chung cho từng cái nhóm này. Đó. Sau khi xuất hiện từng cái nhân tử chung rồi thì các bạn lại thấy từng cái nhóm này nó lại tiếp tục xuất hiện nhân tử chung nữa. Đó, đúng không? Đúng chưa? Thì khi đó cái việc nhóm đó mới ra được kết quả. Được chưa nào? Đấy, các bạn sẽ soi cho thầy cô nhá. Đầu tiên các bạn nhóm sao cho nó xuất hiện nhân tử chung này. Đấy, nhóm này nó có phải có nhân tử chung. Nhóm này cũng phải có nhân tử chung. Sau khi từng nhóm này xong, nó lại từng nhóm lại có nhân tử chung nữa thì chúng ta mới đưa ra được đến cái kết quả cuối cùng như thế này. Được chưa? Tương tự như thế các bạn sẽ áp dụng làm cho cô ví dụ 2 nhé. Ví dụ số 2 là các bạn hãy phân tích đa thức sau thành nhân tử. Đa thức của cô là 2xy cộng 3z cộng 6y cộng xz. Vậy thì để phân tích được đa thức này thành nhân tử thì chúng ta sẽ nhìn cho cô này. À, ban đầu thấy bốn cái hạng tử này thì nó không xuất hiện một cái nhân tử chung nào đó. Vậy thì chúng ta sẽ không thể nào mà nhóm thì chúng ta sẽ không thể nào mà đặt nhân tử chung cho cả bốn hạng tử này được, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ không thể nào mà sử dụng cái phương pháp đó là đặt nhân tử chung. Tiếp theo chúng ta lại thấy là gì? Bốn thằng này nó cũng không thể nào mà ghép được thành hằng đẳng thức được. Vậy cũng không thể sử dụng được phương pháp số 2. Vậy chúng ta sẽ nghĩ đến phương pháp số 3, đó là phương pháp nhóm hạng tử. Bây giờ chúng ta sẽ phải nhóm các hạng tử sao cho nó thật là phù hợp, nó phải xuất hiện nhân tử chung, đúng không? Thế bây giờ các bạn sẽ nhóm cho cô nhé. Bây giờ cô sẽ nhìn vào bài để cô sẽ suy luận cách nhóm trước này.
Giả sử bây giờ cô sẽ nhóm 2xy với 3z chẳng hạn. 2xy với 3z thì hai đằng này lại không thấy xuất hiện nhân tử chung nào, đúng không? Thằng này có 2xy, thằng này 3z, không xuất hiện nhân tử chung. Vậy cô sẽ không nhóm 2xy này với 3z, mà cô thử nhóm 2xy với 6y xem. 2xy với 6y nhá, thì nhân tử chung của chúng ta sẽ là bao nhiêu? 2y, đúng không? 2y thì ở trong này sẽ có x cộng với 3, được chưa? 2y nhân x cộng 3. Thế còn cô sẽ nhóm hai thằng còn lại này, thì cô sẽ đặt z ra ngoài. Đặt z ra ngoài thì ở trong sẽ có 3 cộng x, hay nói cách khác là x cộng 3. À, vậy thì chúng ta lại thấy xuất hiện nhân tử chung là x cộng 3 rồi, với cái thằng nhóm thứ nhất vừa rồi đấy. Vậy chúng ta sẽ có thể nhóm theo cái thằng này. Đó, bây giờ cô sẽ giải ví dụ hai này như sau. 2xy này cộng 3z cộng 6y cộng xz sẽ bằng này. Bây giờ cô sẽ thấy cô nhóm 2xy với dương 6y và nhóm 3z với xz như thế này. Rồi bây giờ cô sẽ đi đặt nhân tử chung cho từng nhóm này nhá. 2xy cộng 6y, cô sẽ đặt 2y ra ngoài. Đặt 2y ra ngoài rồi thì đằng này có x cộng với này. Đặt 2y ở đây ra thì ở đây sẽ có 3 thôi, đúng không? Cộng với thằng này, nhân tử chung của chúng ta là z, cô sẽ đặt ra ngoài. Thì ở trong sẽ có 3 cộng x. Vậy đến đây chúng ta sẽ nhìn thấy cho cô x cộng 3 và 3 cộng x thì giống nhau, đúng không? Rồi vậy, nhân tử chung của chúng ta tiếp tục là x cộng 3. X cộng 3 cô sẽ đặt ra ngoài này. X cộng 3 cô đặt ra ngoài thì ở trong này sẽ có 2y cộng với z. Xong, ví dụ số 2. Vậy thì ngoài cái cách này ra thì cô còn có thể nhóm khác được không? Thì bây giờ cô thử nhá. Cô sẽ thử nhóm thằng nào nhỉ? À, cô sẽ nhóm thằng 2xy này với xz xem nào. 2xy mà nhóm với xz thì cô sẽ đặt x ra ngoài được không? Đặt x ra ngoài thì ở trong sẽ còn 2y cộng z. Cô nhóm một chút nhá. Đặt x ra ngoài thì ở trong sẽ còn 2y cộng z này. Đó. Mà ở đây cô sẽ nhóm hai thằng này, hai thằng còn lại. Hai thằng này thì nhân tử chung của chúng ta sẽ là số mấy? Số 2, đúng không? Thì cô sẽ đặt ra ngoài. Đặt số 2 ra ngoài. À, nhân tử chung là 3, đúng không nào? Đó. Đây, hai thằng này thì nhân tử chung sẽ là 3. Đặt 3 ra ngoài thì ở trong này sẽ còn z cộng với 2y. Đó. Vậy hai cái nhóm này của cô thì chúng ta thấy có nhân tử chung là 2y cộng z đây, đúng không nào? Vậy thì với cách làm như vậy thì các bạn cũng có thể làm ra và chắc chắn sẽ ra kết quả giống được như cô. Vậy tùy các bạn sẽ làm cho cô theo cách 1 này hoặc là cách 2, hoặc là các bạn có thể làm theo cả hai cách nhé. Rồi, vậy từ đây bây giờ chúng ta sẽ rút ra được cho cô cái phương pháp để chúng ta có thể nhóm những cái các hạng tử vào với nhau để sao cho thích hợp nhé. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải nhóm làm sao cho thích hợp. Vậy thì để mà chúng ta có thể phân tích được đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử mà ra được kết quả ấy, thì các bạn khi nhóm thì chúng ta sẽ phải nhóm sao cho nó sẽ xuất hiện cái nhân tử chung của các nhóm, được chưa? Hoặc là nó có thể xuất hiện hằng đẳng thức cho cô. Đó, đấy là hai điều này. Và sau khi mà xuất hiện nhân tử chung hoặc là xuất hiện hằng đẳng thức rồi thì chúng ta sẽ phải làm sao? Sau khi nhóm các hạng tử thì quá trình phân tích phải tiếp tục được. Đó, để biến đổi đa thức thành nhân tử. Tức là gì? Sau khi các bạn nhóm các nhóm xong, các nhóm đã có nhân tử chung rồi và giữa các nhóm đó lại phải xuất hiện một cái nhân tử chung nào đó hoặc là có một cái mối liên hệ nào đó, đúng không? Nó có thể là thành hằng đẳng thức chẳng hạn. Vậy thì khi đó chúng ta công việc nhóm mới thành công, cũng như là công việc phân tích đa thức thành nhân tử nó mới đi đến được kết quả, được chưa nào? Vận dụng cái phương pháp như thế này, các bạn sẽ giải cho cô phần hỏi chấm sau.
Phần thứ hai, phần áp dụng, phần hỏi chấm 1. Các bạn tính nhanh này, 15 nhân 64 cộng 25 nhân 100 cộng như thế này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ để tính nhanh được câu hỏi chấm 1 này thì các bạn sẽ phải đi nhóm sao cho thích hợp. Đó, bây giờ các bạn sẽ nhóm như thế nào đây? À, ở đây chúng ta sẽ nhóm 15 nhân 64 này với 36 nhân 15. Và hai thằng này chúng ta sẽ nhóm vào là 1. Bây giờ cô sẽ có như sau. 15 nhân với 64 này cộng với 25 nhân với 100 cộng với 36 nhân 15 cộng với 60 nhân với 100 thì sẽ bằng này. Bây giờ cô sẽ tiến hành nhóm nhé. 15 nhân 64 cô sẽ nhóm với thằng nào? 36 nhân 15. Tiếp theo cái nhóm số 2 thì cô sẽ nhóm 25 nhân 100 cộng với 60 nhân 100. Vậy bây giờ cô sẽ được bằng. Trong nhóm này thì chúng ta thấy xuất hiện nhân tử chung là 15, cô sẽ đặt ra ngoài. Thì ở trong sẽ có 64 cộng 36 cộng với, trong nhóm này thì cô lại thấy xuất hiện nhân tử chung là 100. Vậy ở trong sẽ có 25 cộng với 60. Đến đây cô sẽ tính được bằng này. 15 nhân với tổng này bằng 100 cộng với 100 nhân với đây là bằng 85. Đến đây tiếp tục chúng ta lại thấy nó xuất hiện nhân tử chung nữa, đó là 100. Vậy cô lại đặt 100 ra ngoài. Thì ở trong sẽ có 15 cộng 85. Kết quả sẽ bằng này, 100 nhân, tổng này cũng bằng 100. Vậy kết quả sẽ bằng 100 viết nguyên, thêm 2 số 0 này vào. Kết quả bằng 10.000. Rất là nhanh đúng không? Đấy, các bạn cứ thấy cho cô là khi chúng ta mà nhóm chính xác thì nó sẽ xuất hiện các nhân tử chung của từng nhóm như thế này. Sau khi từng nhóm này chúng ta đã khai triển ra xong thì chúng ta lại thấy tiếp tục xuất hiện các nhân tử chung tiếp theo. Cuối cùng ra được kết quả rất là đẹp mà không cần phải sử dụng máy tính, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang phần hỏi chấm 2 nhé. Hỏi chấm 2 của cô như sau. Bây giờ các bạn hãy phân tích đa thức sau thành nhân tử. X mũ 4 trừ 9 x mũ 3 cộng x bình trừ 9x. Vậy các bạn hãy dừng video lại, sau đó thì phân tích cái đa thức sau thành nhân tử nhé. Vậy thì để phân tích được thành đa thức này thành nhân tử thì có 3 bạn. Đó, 3 bạn phân tích như sau. Bạn đầu tiên là bạn Thái, bạn ấy phân tích cái đa thức của đề bài cho như thế này. Tiếp theo là bạn Hà, bạn ấy phân tích như thế này. Và cuối cùng là bạn An, bạn đó phân tích ra như thế này. Vậy thì theo em, các bạn hãy cho cô biết xem là bạn Thái, bạn Hà, bạn An phân tích như thế này đã đúng chưa? Bạn nào đúng rồi và các bạn hãy cho cô nhận xét. Và các bạn sẽ thử tự phân tích xem là mình làm như thế nào, sau đó thì so sánh với kết quả của các bạn nhé. Bây giờ thì cô sẽ đi kiểm tra xem là bài làm của các bạn Thái, Hà và An này như thế nào. Bây giờ các bạn sẽ nhìn bài của bạn Thái cho cô này. Bạn Thái này thì bạn ý đã đi, đầu tiên là bạn ý sử dụng phương pháp, đó là phương pháp đặt nhân tử chung, đúng không nào? Đây, các cái hạng tử này thì đều có nhân tử chung là x, vậy bạn ấy đặt ra ngoài. Thì ở trong sẽ còn x mũ 3 trừ đi 9x bình cộng x trừ 9. Đó. Tiếp theo là bạn Hà. Thì bạn ý làm sao? Bạn ấy sử dụng phương pháp ở đây, đó là phương pháp nào? Nhóm hạng tử trước. Bạn ấy sẽ nhóm x mũ 4 với trừ 9x mũ 3. Sau đó nhóm x bình phương trừ đi 9x. Đó. Sau đó nhóm đầu tiên bạn ấy thấy xuất hiện nhân tử chung là x mũ 3. Bạn đặt ra ngoài như thế này. Ở trong sẽ còn x trừ 9. Còn nhóm này thì bạn ấy thấy xuất hiện nhân tử chung là x, thì ở trong sẽ còn x trừ 9. Sau đó tiếp tục bạn ý lại thấy hai nhóm này có cái nhân tử chung tiếp, đó là x trừ 9, bạn đặt ra ngoài. Và ở trong thì sẽ còn x mũ 3 cộng với x. Đó. Còn bài của bạn An thì bạn ý nhóm là thằng x mũ 4 này cộng thêm x bình. Đó, nhóm x mũ 4 với x bình và nhóm trừ 9x mũ 3 này với bao nhiêu? Trừ x, hoặc là bạn đặt dấu trừ ra ngoài. Các bạn nhìn thấy không?
Đây, bạn ấy nhóm hai thằng này vào đây này, sau đó bạn ấy đặt trừ, dấu trừ ra ngoài, thì ở trong ngoặc sẽ phải đổi dấu là thành dương 9x3 cộng 9x. Đó, sau đó các bạn, bạn này bạn ý thấy đây là nhân tử chung là x bình này, trong sẽ còn x bình cộng 1. Thằng này 9x đặt ra ngoài thì ở trong sẽ còn x bình cộng 1. Vậy lại tiếp tục xuất hiện nhân tử chung là x bình cộng với 1. Sau đó ở trong sẽ còn x bình trừ đi 9x. Sau đó bạn ý lại thấy này, là thằng x bình trừ đi 9x lại xuất hiện thêm nhân tử chung là x, đúng không? Bạn đặt ra ngoài thì ở trong sẽ còn x trừ 9 và viết nguyên thằng x bình cộng 1 ra. Chưa? Vậy kiểm tra xem bài của bạn An thì trong những thằng này thì không có thằng nào có thể phân tích được thành nhân tử nữa. Vậy bài của bạn An là đúng rồi. Chưa? Còn bài của bạn Thái thì các bạn sẽ nhìn thấy cho cô là gì? Giả sử ở đây bạn Thái này vẫn cái đa thức ở đằng trong ngoặc này chúng ta vẫn có thể phân tích được thành nhân tử, đúng không nào? Bằng việc như sau. Đó, đây. Đó là các bạn sẽ nhóm x mũ 3 với trừ x bình cho cô, sau đó nhóm x với trừ 9. Đó, thì nó lại xuất hiện cái nhân tử chung là x trừ 9 thì đặt ra ngoài. Thì ở trong sẽ còn x bình cộng 1. Chưa? Tiếp theo là bài của bạn Hà. Bài của bạn Hà làm đến đây thì các bạn thấy là gì? X trừ 9 thì không thể phân tích được thành nhân tử nữa, nhưng mà x mũ 3 cộng x thì vẫn có thể phân tích được thành nhân tử bằng cách là đặt nhân tử chung. Hai đằng này có nhân tử chung là x ra ngoài, đúng không? X nhân với x bình cộng 1 và x trừ 9 thì viết nguyên. Đó. Vậy thì qua bài của cả ba bạn này thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Bạn Thái và bạn Hà vẫn chưa phân tích được đa thức ban đầu thành nhân tử, chưa đủ bước, đúng không nào? Còn bạn An thì đã phân tích được đa thức đề bài cho thành nhân tử rồi. Đó. Vậy thì các bạn sẽ thử so xem mình làm giống như bài của bạn nào. Nếu mà sai thì các bạn sẽ sửa vào cho cô nhé. Nếu mà đúng rồi thì rất là tốt, đúng không nào? Rồi, đó là phần hỏi chấm 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang cái phần tiếp theo, đó là phần luyện tập nhé. Nhưng mà trước khi sang phần luyện tập thì chúng ta sẽ cùng trả lời cái câu hỏi cũng như là cùng phân tích cái đa thức ban đầu ở trong cái phần đề bài cô đã cho nhé. Đó là phân tích đa thức sau thành nhân tử. Đây chính là cái đa thức gộp của hai đa thức trong phần kiểm tra bài cũ, đúng không nào? Vậy bây giờ các bạn có thể dễ dàng phân tích được đa thức này thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạc tử đầu tiên. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đó là dùng hằng thức này, rồi thì đặt nhân tử chung. Bây giờ cô sẽ làm câu này như sau. Bằng này, trước tiên cô sẽ nhóm các hạc tử x bình này trừ 2xy cộng với y bình phương. Rồi nhóm số 2, cô sẽ nhóm là thằng 2x này với trừ 2y. Vậy cô sẽ được, đây cô sẽ sử dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức ở đây nhá. X trừ y tất cả mũ 2 cộng với thằng này thì chúng ta sẽ dùng phương pháp đặt nhân tử chung. Đặt 2 ra ngoài thì ở trong sẽ còn x trừ y. Vậy đến đây sau khi chúng ta đã phân tích ra từng nhóm rồi, từng nhóm này lại xuất hiện gì đấy các em? Nhân tử chung là x trừ y. Đó, cô sẽ đặt x trừ y ra ngoài. Đặt x trừ y ra ngoài rồi, mang một lần x trừ y ra ngoài rồi, thì ở trong này sẽ còn một lần x trừ y nữa. Rồi, thằng này cộng với 2. Đó, vậy qua bài này các bạn sẽ nhìn thấy cho cô, qua câu này thôi chúng ta đã sử dụng 3 phương pháp rồi. Đây là phương pháp nhóm hạng tử này, phương pháp dùng hằng đẳng thức này và phương pháp đặt nhân tử chung để đi phân tích đa thức này thành nhân tử, đúng không nào? Vận dụng vào làm cho cô các bài tập trong phần luyện tập nhé. Phần thứ 3 luyện tập, các bạn giải cho cô bài tập số 1 phân tích các đa thức sau thành nhân tử, câu A, câu B, câu C. Vậy bây giờ cô sẽ giải bài này như sau. Giải này, trước hết là câu A. Câu A, x bình trừ xy cộng x trừ y. Bây giờ để phân tích được đa thức này thành nhân tử thì cô sẽ sử dụng phương pháp, đó là phương pháp nhóm hạng tử. Cô sẽ nhóm hai thằng này vào với nhau,
và hai thằng cuối vào với nhau. X bình phương trừ đi xy cộng với x trừ đi y. Rồi bây giờ cô sẽ có là bằng này. Hai đằng này có nhân tử chung là x, thì ở trong sẽ có x trừ y cộng ở đây là x trừ y. Đến đây cô sẽ được bằng này. À, đến đây chúng ta lại thấy hai cái nhóm này thì đều có nhân tử chung là gì? X trừ y, đúng không? Thế bây giờ các bạn lưu ý cho cô nhé. Nếu các bạn đặt cái x trừ y này ra ngoài thì ở trong này nhiều bạn là thấy đặt x trừ y ra ngoài rồi, các bạn nghĩ còn là số 0. Vậy thì là sai, đúng không? Nhiều bạn hay mắc cái lỗi này đấy. Thì các bạn sẽ thấy đặt thằng này ra ngoài rồi thì ở trong sẽ phải có số 1 nhá. Đây, đặt x trừ y ra ngoài thì ở trong này thằng này đặt ra ngoài rồi còn x cộng với thằng này đặt ra ngoài rồi thì sẽ có 1 nhá. Xong ý A. Tiếp theo là ý B. Ý B của cô như sau. Là xz này cộng với yz trừ đi 5 nhân x cộng y. Rồi bây giờ cô lại sử dụng phương pháp nhóm hạng tử ở đây. Cô nhóm hai thằng này vào. Xz cộng với yz trừ đi 5 nhân với mở ngoặc x cộng y. Thì bây giờ sẽ bằng này. À, ở đây chúng ta thấy xuất hiện nhân tử chung là z, vậy cô sẽ đặt ra ngoài. Ở trong sẽ có x cộng y trừ đi 5 nhân x cộng y, cô viết nguyên. Vậy bây giờ lại thấy xuất hiện nhân tử chung là x cộng y rồi. Đặt ra ngoài thì ở trong sẽ có z trừ đi 5. Xong ý B. Tiếp theo là ý C. Là 3x bình phương này trừ 3xy trừ 5x cộng 5y. Thế câu này chúng ta sẽ nhóm như thế nào? À, bây giờ cô sẽ nhóm hai thằng này vào với nhau. Hai thằng này vào với nhau. Chưa? Bằng này. Rồi đây. 3x bình phương trừ đi 3xy. Rồi cộng với mở ngoặc trừ 5x cộng với 5y. Đó, nhớ nhá. Đây, ngăn cách bởi cái những cái dấu ngoặc này bởi dấu cộng. Và khi cho các hạng tử vào trong ngoặc thì cô bê nguyên dấu của nó vào. Chưa? Bây giờ sẽ bằng. Thằng này thì sẽ có nhân tử chung là 3x. Cô sẽ đặt ra ngoài. Thì ở trong sẽ có x trừ đi y. Thằng này nhân tử chung của chúng ta sẽ là bao nhiêu đây? À, bây giờ cô sẽ đặt thằng trừ 5 ra ngoài. Chưa? Đây trừ 5. Nhớ nhá, đây là trừ 5 này. Cô sẽ đặt ra ngoài. Thì ở trong này sẽ còn là x. Tiếp theo, nhiều bạn lại hay nhầm dấu ở chỗ này. Các bạn sẽ ghi là cộng y ở đây. Là sai. Vì sao? Vì cô đặt trừ 5 ra ngoài rồi. Ở đây mình sẽ hiểu nhá. Thằng dương 5 này thì nó sẽ bằng trừ 5 nhân với trừ 1. Đúng chưa? Trừ 5 nhân với trừ 1. Hay nói cách khác là trừ 5 nhân với trừ y. Đó, trừ 5 nhân với trừ y này. 5y này thì sẽ bằng trừ 5 nhân trừ y. Thì đặt trừ 5 ra ngoài rồi thì ở trong sẽ phải có trừ y. Đó, xuất hiện x trừ y chung. Thì ở trong sẽ có 3x trừ đi 5. Xong cái phần bài tập số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cho cô bài số 2 nhé. Bài số 2 đó là bài tìm x biết. Câu A như thế này. Thế thì bây giờ chúng ta để làm được bài này thì ở bài hôm trước thì cô đã hướng dẫn các em một bài về tìm x rồi, đúng không? Đối với dạng này thì thường chúng ta sẽ phải đưa cái phía bên trái của dấu bằng này thành một gì các em nhỉ? Thành một tích của các đa thức, được chưa? Và khi đó chúng ta lại vận dụng cái kiến thức mà các bạn đã được học ở lớp 6 rồi. Cô lấy ví dụ đó là gì? Nếu cô có A nhân B mà bằng 0, hai số A nhân B mà bằng 0 thì chắc chắn hoặc là A sẽ bằng 0 hoặc là B phải bằng 0, đúng chưa? Sử dụng cái tính chất này để chúng ta có thể giải được cái bài tập 2 tìm x này. Bây giờ cô sẽ tiến hành giải bài 2 này như sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích cái đa thức này thành nhân tử. Đó, câu A nhé. X nhân với x trừ đi 2
cộng với x trừ đi 2 thì sẽ bằng 0 này. Rồi bây giờ cô phân tích bên này thành nhân tử này. Thì cô sẽ sử dụng phương pháp đó là nhóm hạng tử. Đây sẽ là x này, nhân x trừ đi 2 cộng với thằng x cộng x trừ 2 này cô nhóm vào bằng 0, hạ nguyên xuống. Ở đây chúng ta sẽ thấy xuất hiện nhân tử chung là x trừ đi 2. Vậy đặt x trừ 2 ra ngoài thì ở trong sẽ còn x cộng với 1 bằng 0. Đây, thằng này đóng vai trò là số A. Thằng x cộng 1 này đóng vai trò là số B. Để A nhân B này bằng 0 thì hoặc là thằng này phải bằng 0 hoặc là thằng này phải bằng 0, đúng chưa? Vậy x trừ 2 sẽ bằng 0 hoặc x cộng 1 phải bằng 0 thì nó mới làm cho cái tích này bằng 0, đúng không nào? Thì x trừ 2 mà bằng 0 thì x sẽ bằng 0 cộng 2 và x sẽ bằng dương 2. Ở đây thì x cộng 1 bằng 0 thì x sẽ bằng 0 trừ đi 1, x sẽ bằng âm 1. Đó, vậy câu A chúng ta sẽ kết luận được là vậy x bằng 2 hoặc x bằng âm 1. Đó là câu A. Tương tự các bạn sẽ giải cho cô câu B nhé. Câu B này, 5x nhân với x trừ 3 trừ đi x cộng với 3 bằng 0. Bây giờ cô sẽ được này, thằng 5x nhân x trừ 3 cô viết nguyên. Đó. Và bây giờ cô sẽ nhóm cái thằng trừ x cộng 3 vào. Và trước khi nhóm thì cô sẽ đặt cái dấu trừ ra ngoài này. Cô đặt dấu trừ ra ngoài, sau đó cô mở ngoặc ra. Nếu cô đặt dấu trừ ra ngoài và mở ngoặc thì những cái hạng tử mà cô đưa vào trong ngoặc ấy thì sẽ phải đổi dấu các hạng tử đó, đúng không? Đang là âm x bây giờ sẽ phải thành dương x. Đang là dương 3 bây giờ phải thành âm 3. Đóng ngoặc vào bằng 0. Rồi đến đây các bạn thấy xuất hiện nhân tử chung là x trừ đi 3 thì cô sẽ đặt x trừ 3 ra ngoài. Đặt x trừ 3 ra ngoài rồi thì ở trong này sẽ còn 5x trừ đi, nhớ là không phải là trừ đi 0 đâu nhá, mà là trừ đi 1 bằng 0. Đến đây chúng ta sẽ được là x trừ 3 sẽ bằng 0 hoặc 5x trừ đi 1 sẽ bằng 0. Như thế này. Sau đó các bạn sẽ tìm ra x cho cô. X này thì sẽ bằng 0 cộng với 3. X sẽ bằng 3. Còn bên này 5x sẽ bằng 0 cộng với 1, 5x sẽ bằng 1 và x sẽ bằng 1/5. Sau đó các bạn sẽ tự kết luận vào cho cô nhé. Vậy x sẽ bằng 3 hoặc x bằng 1/5. Vậy thì qua bài ngày hôm nay thì các bạn lại biết được cho cô thêm một phương pháp nữa để phân tích đa thức thành nhân tử, đúng không? Đó là phương pháp nhóm hạng tử. Vậy thì chúng ta về nhà sẽ làm cho cô các bài tập trong sách giáo khoa và trong sách bài tập nhé. Và bây giờ thì cô phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong bài học hôm sau. Xin chào tất cả các em. Khóa học viện sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện sách.